Trong giấc mơ của mình, tác giả được gặp lại người cha yêu dấu đã xa cách. Chắc hẳn đó là giấc mơ rất đẹp và để lại nhiều thổn thức, luyến tiếc, niềm thương nhớ. Chúc cho nhà thơ có niềm tin và thực hiện những ước mơ của chính mình. Quốc Chuẩn và Thanh Hiếu đồng cảm với tác giả qua bài thơ Giấc mơ về cha. Còn 7 ngày nữa giáp năm, vậy mà khi tối con nằm thấy cha, thấy từ cổ quan bước ra, cha vẫn mạnh khỏe, nhưng mà phần trên phần dưới chẳng thấy gì thêm. Hoảng quá quỳ xuống bên thềm lại cha. Lòng nghĩ cha theo ông bà một năm đã khuất, nay cha lại về. Cha cười, cha bảo thăm quê, thấy vợ con chào, để Huế cha vui. Thương cha lòng thầy bùi ngùi, cha hỏi đến chuyện của tôi thế nào. Mẹ đau con học nợ sao, cố lên con nhé, thế nào cũng qua. Tuổi con nay đã 53, con gánh mọi việc ông bà phụ cho. Tôi ôm cha khóc ra trò. Cha mua bánh nướng bẻ cho một phần, đưa rồi cha bước ra sân, giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa. Đưa rồi cha bước ra sân, giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa.